Rồi chào bạn mọi người nha. Ê cha, ê cha, ê cha. Máy nghiền các bạn. Xe không muốn sụp liền các bạn. Trời 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 trời, máy nó đâm rồi các bạn. Lúng lúng nghiền nghiền các bạn. Trời trời trời. Đâm ngang qua đó các bạn. Rồi chút xíu nó muốn sụp liền. Chạy lắc lắc lư, lắc lư các bạn, không có đi luôn. Qua má nó đâm đâm ngang các bạn. Qua lái nó chặn ai luôn các bạn. Qua chạy muốn không đi các bạn, lái chặn ai luôn. Rồi không sao các bạn. Nào các bạn, vượt các bạn. Qua wow, thấy bắt đầu nó lúng lúng chao chao luôn. Em thấy chiếc 60 á, loại lại bao phê các bạn. 60 loại này cũng được mà nha. Nè các bạn thấy chiếc 60 nó phượt các bạn. 60 nó phượt các bạn. Rồi rồi khúc ở chỗ đó nhưng mà hơi đắt, hơi dẻo các bạn. Đắt dẻo á nha. Chỗ đó nhưng mà đắt hơi mềm các bạn. Ê cha, trời 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 trời, nó đâm ngang rồi các bạn. Quá xí hồn muốn sụp liền các bạn. Cố lên. Trời trời trời, nó muốn đâm rồi các bạn. Trời ơi. Máy xí hồi có chừng nó sụp phải nha. Sụp một cái xí hồi phát một liền. Ngày nào chứ xí hồi máy nó sụp phải nha. À trời, hình như ông giật chuột kìa. À hình như đang hình như lấy cái bao các bạn. Hôm bữa nay đang lấy cái bao. Em thấy máy bị rớt lúa các bạn. Rồi chạy hết dòng đường rồi các bạn. Bữa nay hết đang làm chạy giữa rồi các bạn. Đi loại lúng bao phê các bạn. Loại đất lầy á, bao phê luôn. Sau mưa là xí hồi máy có chừng xí hồi muốn sập liền. À coi 60 nó vượt các bạn. Vượt lúa ST nha. Thấy mê các bạn. Vượt lúa ST 54 các bạn. Trong này chắc chấm lúa nàng hoa. Qua lái dựng ngược không các bạn. Chúng ta giờ hết làm chạy giữa rồi các bạn. Ê cha, trời 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 trời. Trời ơi trời ơi. Ê cha. Nó đâm ngang qua đó các bạn. Qua máy nó nghiêng các bạn. Trời ơi, xíu hồn muốn sụp liền. Đâm muốn cái đâu có đâm. Tài xế cậu ba không thấy như là đất hơi bị lúng, không thể chạy giữa rồi các bạn. Mình thấy như là chán chạy hết rồi các bạn.
Tôi tưởng cái xế hồi nó máy có chuyện nó sụp các bạn. Nó sụp mà một cái xế hồi máy nó sụp liền. Và coi 60 nó phượt các bạn. Quá dẻo các bạn. Chạy hết đi luôn. Ê chà 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 chà. Quay tắt hơi lúng các bạn. Đâm đâu đâm các bạn. Ê chà. Dẫn ngược các bạn. Rồi nó má xíu hụt coi chừng nó sụp các bạn. Rồi máy không sao các bạn. Được chỗ lại cũng được. Rồi chiếc máy không sao các bạn. Nó tưởng xe hồi nó máy bị sụp các bạn. Sụp đường mương xe hồi làm hết hồi mới vía các bạn. Rồi che giữa rồi các bạn. Rồi che giữa rồi. Mừng quá các bạn. Quá wow, máy muốn đâm ở đâu có đâm các bạn. Anh nhìn kìa. Quay 180 độ luôn các bạn. Đấy máy của Ba Phong các bạn. Rồi chiếc máy không sao các bạn, không sao nha. Rồi chạy phượt rồi các bạn. Rồi chuẩn bị vượt các bạn. Vô số mà chạy cỡ này không kịp các bạn. Không như 70 luôn. Vô số mà chạy cỡ này không kịp các bạn. Vô số mà bấm mà chạy cỡ này không kịp không giống 70 các bạn. Và vượt chỗ này hay không các bạn. Qua wow, máy êm rồi các bạn, máy nó êm rồi. Cái tượng xế hồi muốn đâm nó ngang các bạn. Xế hụng sụp liền. Rồi siết rồi các bạn. Bữa nay tại vì cho mưa không già cho nên đất hơi mềm. Có mấy cái đầu đất hơi mềm các bạn, mà cho nên chụp lúa được thôi nha. Đúng rồi, bữa nay tại vì dầm tháng 9 do mưa không dài cho nên mấy cái đầu ruộng đất hơi nó mềm. Mọi người cùng xem nha. Đất nhưng mà hơi nó mềm các bạn, thôi nha. Hai chiếc 60 không? Vô số mà chạy các bạn. Vô số mà chạy cỡ đó các bạn. Mình thấy như là xe 180 độ luôn. Rồi bấm các bạn. Thấy mới chưa? Vượt các bạn. Vô số mà chạy các bạn. Trời ơi. Chiếc máy xế hồi muốn đâm đâu ngang các bạn. Đâm muốn ngang luôn. Rồi xin tạm dừng, hẹn gặp lại trong tuần sau nha.